Trời ơi, tiếng Campuchia. Kỳ vậy, cái gì pha trộn. Chị im đi, chị không biết câu chuyện của ta đang nói chuyện mệt, chịu quá à, chị làm việc. Chị panotana vàng tiền tóc già. Đây giới thiệu chị, bố chị đây giới thiệu chị mình cho anh biết không? Than thuần tà giảm tiền tóc già. Sức bài. Chị bài tóc già hỏi đầu. Trời xong lấy cái bao ra. Cái bao ra đi Cương, lấy bao ra đi. Ừ. Lấy bao lấy cái ca ra làm nước đá luôn. Trời ơi trời trời. Hả? Mới về chạy ra đây luôn rồi. Trời mới về rồi trong đó là làm công chuyện rồi ra luôn đó, đâu có thời gian rửa mặt rồi tắm rửa đâu. Thôi kệ cho khán giả lâu lâu thấy mặt thiệt của mình. Ừ. Cái này là mặt trang điểm đó mọi người, cái này là mặt mộc nè mọi người. Em không chị cũng quá trang. Ngày nào cũng làm trang cái mệt lắm, đây mặt thiệt nè mọi người, ngủ dậy tự nhiên tóc nó xăng luôn vậy. Tự nhiên ngủ dậy ông đông mi nó mọc, cái môi hoa son nó hồng lên vậy đó mọi người. Dạ, cảm ơn nghe. Rồi, cảm ơn nhiều. Trời ơi, có người cúng dường nữa rồi. Nó su kem à. Đầm đầm nữa hả? Cái gì? Su kem quá vậy? Chú bà lấy thay cây đào quá. Chị em nè, khán chuẩn ca ngồi ghế. Mẫu à? Chị ta đi xị ngồi à? Cái mẫu em quen quá vậy? Mẫu à? Ngồi đi cưng. Em nào đặt ba ly ở trong bánh tráng này. Đây nè, có ai đặt bánh bắp nướng của Giáng Tiên không mọi người? Em lấy liền không? Em muốn chén xem đi lên. À mua Giáng Tiên mua bắp nướng Giáng Tiên mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ giùm bắp nướng Giáng Tiên nha. Bắp nướng này ngon lắm mọi người. Một ly hả? Một ly 20.000, có thịt rồi có miếng BD vô cho đó nữa. Mọi người nào ô môi thì ăn dặm thêm ô môi. Còn mọi người nào BD thì ăn dặm thêm một miếng BD ngon lắm mọi người. Cưng ơi. Thôi đừng có mặc đồ đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng mới ơi, nói chuyện thô tục hoàng người ta chửi mình á. Em ơi, đem chơi bánh ra đi em. Ê! Đem ra đi. Đem ra đi em, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, đem ra đi em. Ừ. Đó. Trời ơi là trời. Hồi sáng đi quay á, 8-9 giờ sáng mà nó lem mặt hết trơn à. Để một lát nữa em ngồi em chùi tới giờ, em bán làm chùi tới giờ á. Để em cho mọi người có thời gian để chụp hình em tí xíu. Ai muốn chụp thì một lát này chụp nghe. Đâu có xíu của em được. Vô đây mua bánh tráng giữ trật tự, bớt nói chuyện điện thoại riêng tư. Ê, vô bánh tráng, vô bánh tráng thì chăng đi vô cái chùa rồi vậy? Lên gì? Bớt lên quét coffee đó. Nói nghe nè, bớt lên quét coffee nha. Ít ít. Ờ, mụ qua. Trà đi xị bánh cái gì nữa. Bắp nướng Giáng Tiên. Bắp nướng Giáng Tiên nè, review bắp nướng Giáng Tiên tiếp nè. Review bắp nướng Giáng Tiên tiếp nha mọi người. Đây, ở trộn đều, bắp nướng Giáng Tiên phải trộn đều mọi người nha. Bắp nướng Giáng Tiên để em review chắc em hửi được mùi thơm nè mọi người ơi. Mùi hôi nách. Ngon quá. Review bằng tiếng Campuchia nãy nhiều quá vậy. À, review bằng tiếng Campuchia để các thi review bánh tráng bằng tiếng Campuchia nha mọi người. Lòng review bắp nướng, review bằng tiếng Campuchia. Xì bái bèm rưỡi nà, khám chuẩn ta bắp nướng ra trưởng sướng à. Bắp nướng có hỏi mùi nồi nạch ná mà trùn à. Chi bàn đà. Bắp nướng giảng tiền hỏi à. Giảng tiền hỏi. Bắp nướng chẳng phùn à. Chi mà. Phùn phạm khối nà. Khà bụi tóc giả nà. Bụi khà. Phùn à. Ê hình như có gớt cọng lông mi của chị Giáng Tiên trong đây. Ừ. 2-3 Ừ. Rồi. Mẹ hùng. Đi vô làm nè. Không có mẹ nào mẹ hùng hết trơn á. Cái ca đó, cái nước đâu. Cái ca trà đá. Cái ca chị chưa vô làm không? Xếp hàng giùm các thi nha. Hồi nãy giờ. Rồi ngồi xếp hàng đợi giùm đi. Cái gì đúng phương gian ghê ha. Ngon. Đúng phương gian. Ngon.
mình giống các thi ghê. Không, giống con gà. Rồi. Bây giờ mọi người mua 10 phần đậu xuống nha. 10 phần đậu xuống. Thi ơi, làm cái mạch mộc này hết mấy tiếng rồi. Trời ơi, nói chuyện xúc phạm tao. Thi ơi, làm cái mặt mộc này mấy tiếng. Ủa, mộc mộc mà làm cái gì? Không. Rồi, anh mấy phần? Ừ, ok. Hai phần cho ô môi, hai phần. Hả, ô môi hai phần. Ô, không, không chơi ô môi đâu. Tôi bị đề, tôi chơi ô môi, tôi bị lay à. 10 phần, 10 phần. Đẹp gái với vợ kìa, đâu phải đẹp gái đâu. Rồi, nắm mời. Cưng nên kêu thằng gì ra? Linh ra. Đó. Trời ơi, cái viên chiên 4-5 người phụ. Cái chục người phụ, viên chiên 4-5 người phụ nó dư tiền mướn người ghê chưa? Đó, bữa nói là 5-6 người phụ luôn đó. Trời ơi, thích dễ sợ chưa? Bên em đông khách mà em chừng 2 người là em hợp lệ rồi. Rồi. Chưa, để từ từ, từ từ. Đúng 10 phần rồi phải không? Để nó vô nó kêu ăn Linh nha. Lấy ca nước ra luôn. Đó. Mọi người đợi em tí xíu nha. Trời ơi, vợ ngứa đầu quá, 2-3 bữa nay chưa gọi á. Ngứa. Trời ơi, viên chiên cái tủ dễ thương nhỏ xíu à. Mà 4-5-6 người đứng đó. Chưa đâu, tới tối mười mấy đứa phụ nó. Trời ơi, mọi người thấy thấy nó rộng rãi dữ lắm. Cái viên chiên mà 5-6 người, 6-7 người đứng cho tủ gì nè. Thấy khách đâu, thấy mấy người phụ nó không à. Ghét chứ sợ. Rồi lẹ đi con ơi con. Bữa nay 7 nó mất tiêu. 7 nó làm trọng á. Trời, bảy vô cung luôn à. Không, nó chúng nó ra giờ á. Kìa kìa, dán tiền bị tẩu quá nhập ma rồi kìa. Dán tiền đặng bị tẩu quá nhập ma rồi. Hình như ai em có bả hay chị bả giờ phụ phải không? Rồi. Tới ghế ngồi nè mấy em. Tới ghế ngồi đi. Ngồi không được ngồi trên đầu chị nè. Cái ra nước đâu? Trời ơi trời. Rồi, bây giờ đưa cho bên đây 5 phần. 5 phần, ok em, cảm ơn em. Đứng lên lấy 5 phần đi em, lấy 5 phần đi. Đó. Mấy phần chị? 4 phần, 4 phần 120, 120. Ok chị. Đó. Rồi 3 phần, đứng lên lấy bánh giùm em. Đó, đứng lên mình có bánh liền à. Đó. Rồi, ok. Phần 3, phần 4. Rồi. Chị đưa cái ghế này cho em. Đó, chị để cái ghế đó một lát người ta sắp hàng ngang. Người ta sắp hàng ngang nữa mình bị mất quyền. Cái này của chị này 4 phần. Chị này 3 phần nè. Ok, chị 3 phần. Ok. Đó, hợp lệ chưa? Chị mấy phần? 1 phần mà 2 phần, 1 2 phần, 2 phần đi bị 8 phần. Không, bây giờ là gì nè, em sẽ cho vô chị là 2 phần 5 là 10 phần hết tất cả. Giờ cho chị thêm một phần một bên và một bịch nữa để chị về chị chia ra. Ừ, thì mua giùm chị về chị chia ra mấy hồi. Đó, nó đâu có gì đâu. Em vẫn đưa đủ cho chị, hiểu không? Em vẫn đưa cho bao thêm cho chị, không có sao, phải không? Ok, chụp đi. Chụp đi em. Đây, của chị này 10 phần luôn á Khoa. Ơ à, con, ơ à, Lụng, à, em. Bé nó sợ luôn, bé nó sợ luôn. Lẹ đi. Bây giờ là em đi dự là mấy cái chương trình cũ á. Là người ta mời em là em bây giờ em bắt đầu em đi dự lại. Dự là từ từ. Nhưng mà em dự trên phương diện là một buổi sáng hay là buổi khuya. Để cho có thời gian, em đang giữa thời gian này em sẽ phục vụ cho mọi người ha. 10 đủ rồi, đủ rồi. Em nhận là mấy cái game show này cái nọ. Em ra em sẽ tranh thủ em nhận là mấy cái chương trình show này cái nọ. Nhưng mà em sẽ chia ra một là khuya, hai là 3 giờ chiều, à lần trước 3 giờ chiều. Ừ. Đó vậy đó. Để cho mình vừa phục vụ trên vừa phục vụ dưới. Để mình gom được cái gì mình gom. Có một cái số tiền nào đó đó để mình trang trải trong cuộc sống qua ngày nào đó. Lỡ một mai nào đó mình hết người ta thương rồi. Thấy không? Mình cũng còn cái gì đó trong xã hội. Thấy không? Người ta cũng biết tới bà BD cắt thi. Đúng không? Rồi,
Bây giờ tới khúc cuối rồi, khúc đầu. 3. Không, 10 bịch đổ xuống. 10 bịch đổ xuống. Em còn 8 bịch. Sao nè, nữa nè. Kết quả. Ok, phải chốt từ đầu là gì dễ thương hay chưa? Tại biết sao không? Em á, đó thật sự em ra bánh nhiều vậy nè, em mới dám bán cho mọi người 10 phần đổ xuống. Còn mọi người 12, 15 này kia nọ. Ai mua trên 10 phần giơ tay lên. Ai mua trên 10 phần? Mọi người ơi. Trên 10 phần phải không? Rồi. Ok, vậy là trên 10 phần số lượng hết. Bán cho em này 12. Em đứng lên. Không, để hỏi người ta 10 phần nhiều không? 10 phần nhiều quá thì sao mình bán cho đây 12 được. Và 10 phần đổ xuống nha mọi người nha. 12, 12 vị chi ra là 360, 360 đó là 40 quề ha. Rồi, cảm ơn em. Chúc em nhiều may mắn, gặp nhiều mà thường lộ bình an. Ok. Đó, thì giờ nó chạy gáp. Với chúng nó thường lộ bình an. Không thôi nó gặp xì cô quẻn sao. Rồi, đưa em này 2 phần giùm cho chị, để cho em một lát em thôi. Kiếm tiền lẻ giùm chị đi. Không thôi 10 ngàn vô trong đó cũng được. Chứ bây giờ em đưa 500 ngàn, chị giờ này chị đâu có đủ đó, chị thối cho em nè. Mọi người biết không, có nhiều khi á, tới giờ em phục vụ mọi người em mệt á. Tới giờ cũng nhiều khi em mệt lắm. Nhiều khi em mệt lắm mọi người biết không. Mà dướng cái gì nè, mọi người á, có nhiều người ta lợi người ta, ta đưa tiền cho em mà em quên cảm ơn luôn á. Rồi song song vào đó các em bị mệt mỏi, em lã người đó, ai hỏi gì cũng không trả lời được. Cái đùng ga bị nó chặn. Ôi, đó, nó chạy xô lẹ lắm. Đổi 100 ngàn không? Đổi. Tiền này cũng vừa qua không hết phải không? Trời ơi trời, coi kìa. Rồi cảm ơn em. Sau một tiếng mình 4 phần 120. Đây cho 4 phần giùm. Đó. Ủa đem cái cam này ra chưa? Rồi. Bốn phần đây. Rồi. Sau lưng 2 phần. Rồi, cứ vô.